Tiếp tục cập nhật cho anh em cái chất lượng không khí ở trong khách sạn Mường Thanh ở Con Cuông. Chất lượng không khí ở trong khách sạn này là rất tốt. Khách sạn này cũng được vệ sinh sạch sẽ hơn so với ở khách sạn, có lẽ là nó mới hơn không so với ở khách sạn Mường Thanh ở Cửa Lò. Đấy, chất lượng không khí như thế này thì mới ổn chứ. Hôm qua kiểm tra chất lượng không khí ở trong phòng khách sạn Mường Thanh ở Cửa Lò thì là 90-100, trong khi đó ở đây như này sạch chưa? Đấy, sạch cực luôn. Mà Mami cho mượn cái em visual đi, em visual đâu đây nhá. Kiểm tra chất lượng không khí em visual theo em visual ở Con Cuông này. Con Cuông là 100 yên boom 122 là rất xấu rồi, là xấu đấy. Còn ở Hà Nội thân yêu của tôi đâu Hà Nội đâu đấy, Hà Nội 260 chết rồi đấy. Trong khi đó tôi ở còn trong phòng khách sạn như thế này đấy nhá, cho nên là Evisual là nhiều khi là nó đặt ở chỗ nào. Rồi, thử bê ra ngoài hành lang rồi, bởi vì là hành lang này là cái các ông ý cái thảm này nó chất lượng. Thảm để xem. Bê ra ngoài làm luôn. Ăn chơi để chơi hết mình luôn. Cái gì? Xin lỗi. Chơi hết mình luôn, ra hành lang. Ra hành lang xem nào nhá. Tại vì hành lang hôm qua tôi ở hành lang của khách sạn Mường Thanh ở Cửa Lò thì rất là xấu. Đây này. Tại vì ở đây nó có cái thảm này này. Cái thảm này nếu mà vệ sinh không tốt ý, thì là cái formaldehyde rồi là cái thảm vật chất dễ bay hơi nó sẽ là cao cao này. Đấy, nhưng mà cái này cũng tạm được. Ra đây nó hơi có mùi nhưng mà cũng ok. Đấy, hơi có mùi tí. Nhưng mà đấy nó không tăng cao. Đấy, chứ còn ở ông của Daddy đây ạ. Ừ, của ông. Rồi, ok, cảm ơn Bu. Còn ở của ông ở Cửa Lò là đỏ luôn chứ, vàng hết luôn. Ba mấy cái thông số này vàng hết luôn. Đấy, ra ngoài hành lang có thế này thôi. Đấy, khách sạn này mới hơn nên là xịn hơn. Cái điện thoại của Nam Mi ở trong túi quần của Nam Mi. Ok, cảm ơn anh em nhá. Đấy, tình hình cập nhật tình hình chất lượng không khí ở Con Cuông. Khách sạn Mường Thanh rất tốt. Của Nam Mi đi. Mami đi. The air quality in Mường Thanh Con Cuông is very good. Okay. So, your guys, you can stay and enjoy the Daddy ơi, environment here in Con Cuông. Okay, bye.